hút hút tròn đều mà em biết chuyện không? Anh Trân có thử bên tay phải này. Để to quá. Mình có bao nhiêu tiền không? Không sao cái kiểm đau quá rồi. Trốn xíu đi cho nó nhiều lắm. Này một ổ nghe luôn nè. Nhất không? Bị nghẹt ấy. Bớt cái xịt bớt cái lúc thẳng xíu nữa thôi nha.
nặng đây. Không, em nặng ở quê á. À, một tuần trước nặng rồi. Nặng có ra nhiều không? Dạ nhiều. Đỡ rồi đó. Đỡ là đỡ bớt mụn trên mặt á. Nhưng mà cũng phải chừa lại, nặng không hết. Đau quá chịu không nổi. Không, mụn này răng mà nặng hết một lần được em, dễ chi. Nặng phải 3-4 lần. Nhất là dưới này nữa nè. Đau bà cố nậu luôn. Lì. Chị hồi nãy ưng nó ưng tim lắm. Thì ưng tim luôn đấy. Nhưng mà sợ vậy. Sợ sưng. Ta vẫn thấy tim mau là khó nhất. Khó mà lại đau nữa, kiểu như thấy họ đau cái tay mình nó cũng không có tính ra ra bọn tim mô vẫn định hey. Nhưng mà Trang mê cái gì mà đam mê là làm. Tự tìm chị nghĩ là ít thế nào thôi. Ngày này được cái mặt nữa thôi. Ba cái này. Đeo mà ta thấy nặng dễ sợ. Đeo nhìn giống đại ca giang hồ rồi. Giống như là cho vay. Giống như cho vay. Không tội, không tội. Phúc lái 200 chưa? Phúc rồi rồi. Hả? Ủa, em xin nhị đưa em hả? Đưa cho ta. Hãy chờ đưa em chị qua kia đưa cho ta rồi. Phúc chị tim đau kinh khủng không Phúc? Tính ra chị tim chị không có tim gái lắm, chị nương ta chị vẫn tim mấy nhưng mà không có
không có như kia. Ừ. Nếu mà ta tim không tím là tay ta là quá đỉnh. Thả lỏng nha. Còn khó lấy. Tuy là thấy đó nhưng mà nặng không chịu ra, cứng hết luôn. Mũi của em khó chịu lắm. Ừ, cứng, đúng khô. Khó chịu luôn. Ai nặng cũng nói rồi. Nhưng mà nếu mà em dùng cam chị là nặng được bao vô lại với nặng hồi xưa. Alo. Alo chị Loan, em bị bạn của mình là gì? Ờ sao em hè? Chị sáng mai chị mấy giờ chị mở cửa rồi? À 8 giờ là chị mở rồi. À dạ, rồi chị tâm tình chỉnh cho em tới làm đi. Ok ok. Dạ. Đồ lại sao ạ? Nói chuyện mà mình không biết hắn là cứ nói rồi đâu. Nãy nhìn thấy nhiều mà đang khi vô nặng không thấy bao nhiêu thôi. Hay là Hiền cầm nặng chứ Cam Phúc cầm nữa là ta cười.